rất là chú đáo, cho chỗ ngồi đàng hoàng, rồi nước uống, rồi sách để đọc, tạp chí để đọc, chứ không có kiểu ngồi vật vưởng bờ hè bờ đường ngoài ngoài kia như các trường khác. Đấy, hay là hay chỗ đấy. Sáng nay tối qua là thức dậy hai lần thì tối qua không ngủ được. Còn sáng nay xuống đây thì cô cũng bảo đó là tự tin đi con. Nhưng con trai của cô thì chắc chắn là cô phải nghĩ là đặc biệt. Tôi là cố gắng là như thế. Kỳ vọng thì chú thì không dám nói 100%, nhưng chú xác định là những con thì chú nó sẽ được. Đấy là một điều mà chú tin tưởng con chú. Mà vào phòng thi thì em cảm thấy rất là hồi hộp và mong đợi được vượt qua vòng phỏng vấn này. Tương đối hồi và bây giờ thì em rất hồi. Khi mà em bước vào đây thì em cảm thấy là môi trường này thật sự là rộng lớn, là rất là lý tưởng. Và khi mà bước vào phòng thi thì em cũng thấy khá thuận lợi vì có nhiều bạn giỏi, nhưng mà sau đó thì em đã lấy lại được bình tĩnh và em tin là em sẽ thành công. Em tự tin 99% để có thể được học tập ở trường đại học FPT. My younger brother and my music for him. Đây mà em thấy cũng khá khó so với cái đề đúng không? Đề bình thường nó cũng sát mà. Thế năm nay cũng vừa sức đấy. Ra với đề em thì đề toán thì khá được, còn đề văn thì nói chung là hơi khó. Khá là thoải mái. Em thì cũng khá thoải mái vì cũng làm được bài rất được. Kê với em một câu hỏi đấy. Nào, ông cả không? Thế sao thì sao? Chai người có một cả không?